Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Ok, thì trong tập này mình sẽ thực hiện các thử thách mà các bạn đã đặt ra nha. Đầu tiên để mình bố cái heo phát đã. Lúc nào cũng bố cái heo trước để cho dùng lệnh nó được nuột nà hơn. Ở đây thì mình sẽ cất cái con Venusaur này vô cái đã. Tập trước mình có tiến hóa rồi. Đó. À quên, nó còn cái XP share nữa phải lấy ra. Đó, thì tập hôm nay chúng ta sẽ làm cái thử thách. Đó chính là tiến hóa em Gible thành Garchomp nha các bạn. Thì nó sẽ tiến hóa khi đạt cấp 24 và cấp 48. Đó, những cái cấp gọi là rất là cao luôn. Trời ơi, đây thì mình sẽ đi kiếm em Gible. Ê, nó đây nè. Đó, nhìn rất là nhỏ. Có chút xíu à. Trời ơi, nó lại hợp lý nha. Rồi mình sẽ tìm luôn mấy thử thách khác, đó chính là Dust Digging và Oreo Scorio nha các bạn. Đây là những thử thách mà các bạn đã đặt rất là lâu rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ cố gắng để mà thực hiện luôn. Về cái con Oreo Scorio thì cái con đó là màu vàng. Trời ơi, cái con nghe có vẻ khó. Nhưng mà may mắn thì mình sẽ gặp nó thôi. Còn không thì thôi nha các bạn. Không, chúng ta sẽ để dành trong những tập kế tiếp. Hay, ở đây có em Prime Map nè, nó không có ở dưới đây. Vậy là nó ở trên ngọn cây rồi. Trời ơi, bây giờ nó mới... con Pauline này tính đánh tôi hả? Nó mới cập nhật. Mấy em Pokemon nó có thể sống ở trên ngọn cây nữa. Hoặc là cái phần trung ở đây nữa. Ở vùng jungle á. Nó cũng xịn luôn. Trên ngọn thì không có rồi. Nhưng mà hình như nó ở tầm trung đó các bạn. Đây, nó đây rồi. Primeape. Ok, mình sẽ đổi qua con khác nha. Đổi qua em NT đi. Đó. Đổi qua NT. Nó đánh mình luôn kìa. Sacrifice nó. Skill này nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng là Burn, đốt đối thủ. Quá là xịn luôn. Lava Bloom nó cái. Lava Bloom mày nha con. Được một cái. Cái khăn này chúng ta có thể dùng để mà tăng điểm EV cho mấy em Pokemon này nha. Ok, lên đường thôi. Gible. Nhìn nó có chút xíu à. Trừ attack cộng defense. Wow, mấy skill cũng được nhưng mà chưa có skill hệ rồng. Con Halloween nó đứng lên ngọn làm cái gì ta? Cập nhật lên rất là hay ha. Ok. Ở đây có một con Natu. Đây là cấp 1 của Satu nè các bạn. Wow, sao mình bắt nó luôn nha. Mình sẽ dùng trước cái quả Whip Ball cái đã. Thử đi. Đáng lẽ là nên cấu máu nó trước rồi mới dùng Whip Ball. Nhưng mà mình sợ không máu nó chết thôi. Whip Ball. Ây da, đúng mà, không thành công rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua mấy quả khác là Liverborn đi. Liverborn. Ok, quả này nó có vẻ an toàn hơn một xíu rồi. Con này mới cấp 24 thôi. Thành công ngay. Được skill Fire Blast nè. Mình sẽ thay bằng Fire Spin nha các bạn. Chứ không thay bằng Ember đâu. Nó lại xịn luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục di chuyển. Phía trước mặt mình nó có một cái ngôi làng để mình chạy qua đó coi thử nha. Bay qua đó coi thử chứ. Có em boss Mankey đi luôn nè. Wow, hết Rai Map rồi tới Mankey hả? Sẵn đánh nó luôn nha các bạn. Đây, dùng em Gible. Rồi, mình sẽ chuyển qua con NT nha. Lúc nào cũng vậy để cho Pokemon nó nhận được kinh nghiệm nhiều hơn thôi. Ây da, đánh có gãi ngứa thôi à? Đánh gãi ngứa thôi hả? Trời ơi, mình làm nó một hit. Đi ngay. Cho một hit nữa nè. Ui, sao nó đánh mình ghê vậy? Flamethrower nó. Ui, đánh chết Incineroar luôn rồi. Bất quét nó. Ui, đánh chết Tyranitar luôn. Ghê vậy? Bất bộ beam nè. Lần này thì đừng mong trượt nữa. Rồi, và cuối cùng em Gible của chúng ta nó cũng đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn cái hiệu ứng tiến hóa nó chiếu xuống kìa. Cái shader nó rất là đẹp ha. Wow. Ngầu nha. Và đây là Gapai. Học được đùa chớp. Mình sẽ thay bằng Sandstorm nha các bạn. Đó. Nó là xịn luôn. Mình sẽ sử dụng cái lệnh Game Shark Strike 2 để mà biết thêm được những cái kiến trúc bên đây nha. Rồi. Wow, Gapai. Cấp 24.
tiến hóa lên Gabai lên. Có cái Steel Gym ở đây nè, hỏi quán hệ thép. Để mình kiếm đường đi xuống chỗ này cái đã. Steel Gym, Steel Gym. Đây, ở dưới nó cũng có luôn cái nhà của thợ rèn kìa. Bay xuống cho nó lẹ. Mấy chỗ này mình chưa load map á, nên bay mấy lần đi xuống hay là bay xuống nó hơi bị lắc một xíu. Nhưng mà mình load map rồi thì đi qua nó sẽ rất là mượt luôn. Trời ơi. Đây, Steel Gym, mình sẽ tiến hành low tọa độ chỗ này. Đây đi. Ai da, quên low sao rồi. Steel Gym, đó. Chọn màu thích hợp cái đã. Màu màu chắc màu bạc quá, cho nó giống màu của Steel nha. Đây, màu bạc bạc trắng trắng nè. Rồi. Đó. Trong đây để mình kiếm nhà của thợ rèn cái đã. Ai da. Đây, nhà của thợ rèn thử có gì hot trong đây không. Wow, trời ơi, mấy cây búa mình không có cần. Ôi, tính ra chỉ có vàng và cái steel gem này thôi là mình cần thôi. Còn lại mấy cái kia mình lên đồ diamond hết rồi. Hey, nó quá xịn luôn hen. Trời ơi, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường để tiến cấp cho em Gapai này luôn nha các bạn. Tiếp tục lên đường tiến cấp Gapai thôi. Bay cho nó lẹ nè, nãy giờ đi bộ lâu quá. Đi bộ thì nó đỡ lắc hơn. Mình phát hiện ra một cái Extreme Hill rồi nè. Extreme Hill ở đây sẽ có những con Pokemon mới mà mình chưa từng thu phục đó. Lên đây để mình kiểm tra xem. Có con chim gì đây. Từ từ, hình như con chim đó mình có rồi hay sao, mình cũng không nhớ nữa. Qua bên đây coi thử. Bên đây có gì hot không? Có em Whismur, em kia là mình có rồi. Đây có con gì đây? Rufflet. Cũng xịn. Thu phục mày luôn nha con. Dùng con Gapai để mà chúng ta cẩu máu nó cho nó lẹ. Con Rufflet này nó cẩu máu mình ghê quá vậy. Để tiến hóa cấp 2 của con Rufflet này là nó có cái con Ra gì ấy, mình quên tên rồi. Ravitia hay cái gì ấy, mình quên rồi. Nói chung là nó là một con đại bàng. Rất là xịn luôn. Rufflet này như là một con đại bàng con vậy đó. Ok. Đầu tiên là cứ gọi Whitbon mà sử dụng thôi. Whitbon đây rồi. Trời, chưa vô trận mà nó đã đánh mình rồi. Con này láo thiệt chứ. Whitbon. Thành công luôn. Nó lại xin. Trời ơi. Để mình coi thử bên đây còn bối mon nào mà mình chưa có hay không nha. Trời, thế là đã có thêm một em nữa rồi. Rufflet. Thêm một con nữa nè. Ok. Thôi, bay đi thôi. Wow, cái vùng này nó cao nha, khá là rộng các bạn ơi. Trên đỉnh này thì không có gì hết rồi. Dưới đây lại một cái khu rừng. Lại gặp cái biome jungle nữa. Định mệnh sao cứ gặp cái này hoài vậy. Gặp cái này thì nó sẽ lót tài nguyên rất là nhiều. Nên cứ vào đây là xác định là lắc nha. Kinh khủng thiệt. Ok, chúng ta sẽ qua cái Extreme Hill này đi. Cái Extreme Hill kế tiếp nè. Nó lại xin. Đi bộ đi cho nó ngầu. Wow, có sông có các kiểu rồi ha. Spinda này mình có rồi nha. Dolphin. Đây. Đây là tiến hóa cấp 2 của Fanpy nha các bạn. Con này mình cũng chưa có. Nên bây giờ chết rồi, bắp lộn con rồi. Chúng ta phải đổi qua con Gapai để mà cấu máu chứ. Đó, đổi qua Gapai cấu máu cho nó dễ. Đùa chớp nó thôi. Ui, sao cấu được có một xíu máu vậy. Trời ơi, coi bộ cấu máu hơi lâu đi nha. Tiếp tục chuckle nó. Ui, chuckle nó lại gây đam yếu hơn đùa chớp nữa. Ui, con này đánh ghê vậy. Thôi mình sẽ đổi qua luôn con NT nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng vỏ Whitbon luôn nha. Trời ơi, con này có vẻ khó.
Whipple. Wow, nó còn khá là nhiều máu, mình sợ nó không thành công quá. Đúng rồi, không thành công nè. Ơi, gỗ khó ăn thiệt chứ. Mình sẽ chuyển qua luôn quả Heavy Ball nha các bạn. Heavy Ball. Đó. Lần này thì sao? Ui. Khó khăn, khó khăn. Mình đổi qua cái combo Timer Ball luôn nha. Chắc có vẻ chúng ta nên đổi qua con Bomon khác để mà dùng Timer Ball. Chứ để con anti nãy giờ bị chịu đòn nhiều quá rồi. Đổi qua Menafi nè, rồi dùng Timer Ball cho nó tiện nha. Đây, dùng luôn quả Timer Ball nha các bạn. Ok. Ủa, mình sẽ chơi cái combo mới. À, thêm được em Dolphin rồi. Và em Gapai nó cũng đã lên cấp luôn. Ủa, ở đây có con miếng xào nè. Miếng xào hả mày? Dạ, chết rồi. Con này cấp cao quá. Dùng con nào đây ta? Dùng thử Swanna đi. À, Swanna. Swanna có skill, skill nào đánh cho nó nhẹ nhẹ tay xíu không ta? Mấy skill này thì để một hit con này chết quá. Qua con Incineroar đi. Chúng ta sẽ sử dụng Flamethrower thử nha các bạn. Flamethrower. Ui, chết cái con kia luôn rồi. Và mình đã học thêm được Hurricane, mình sẽ thay bằng Aurin nha. Wow, trời ơi, nó lầy quá. Định mệnh kiểu nó nhẹ tay mà nó làm hơi mạnh một xíu. Ui, con Revealer này nó có skill tự nổ các bạn. Skill đó nó sẽ gây 250 sát thương đó. Ghê ghê ghê. Để mình lên đây mình đánh luôn cái em Diamond C này cái đã. Ồ, em này hôm bữa mình quên tên nè. Công chúa Diamond C. Ok. Gling hả? Con này mình cũng chưa có luôn. Hai cái bánh răng. Wow, hình như nó có con nữa là Link Clan các bạn ơi. Không là cái sự kết hợp ở trang vậy luôn à. Ok, tiếp tục câu máu nó. Đùa chớp. Wow, khó ăn khó ăn. Sandstorm này nè con. Ủa, Sandstorm thì nó gây nhiều sát thương hơn đó. Mình sẽ chuyển qua NT luôn. Để mà thu phục nó. Hay bây giờ mình sẽ chơi cái combo đó chính là Whipple, xong sẽ sử dụng quả Timer Ball. Nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Không chơi combo Whipple, Pokeball, Timer Ball nữa. Ta đốt cháy giai đoạn cho nó nhanh. Whipple thành công rồi. Thì bây giờ tới tiếp quả Timer Ball luôn thôi. Timer Ball. Và nó lắc hơi lâu rồi đó. Nó lại xịn luôn. Con Gapai nó lại lên cấp một lần nữa rồi. Đây, để mình lên giết cái em Dynasty này cái đã. Giết em này nó sẽ cho mình kim cương đó các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Ây da, sao quăng nó không được vậy? Ây da, hồi đứng bên đây, quăng thử nè. Mình sẽ earthquake nó nha các bạn. Earthquake là nhảy lên trên giảm xuống tạo động đất gì vậy hả? Ôi, nó bắn cái gì ra ghê vậy? Mày nè con, tao sợ mày à. Ui, nó mạnh quá. Rồi, dùng em NT đi. Fire Blast mày nè con. Ui, Fire Blast được có một xíu máu vậy. Rồi, nó giết mình rồi. Nó bắn một lần ba quả cầu luôn. Ghê thiệt chứ. Ui, nó lại bắn nữa à. Purple Beam. Nó cho mình thêm mấy tấm Middle Play cũng như là kẹo và một viên đá Mega chuyên thuộc cho Dynasty đó. Lại xịn, lại xịn. Ok. Rồi đây có em gì đây? Em rồng hả? À, con rồng có chút xíu vậy. Để lên coi thử nè. Wow. Wow, Zangmu các bạn ơi. Và ở dưới kia có một con Pokemon mà vàng mình chưa có nữa. Con này là con cấp 1 của con Pokemon võ sĩ nè. Trời ơi. Chơi em rập mày luôn nha. Cấp 34. Cấp 34. Thì không máu nó từ từ thôi. Nó ghê quá. Tiếp tục chuckle nó thôi. À dạ dạ, cho mình một hit đau quá vậy. À, con của mình cũng hệ đồng luôn. Mình bị khắc chế các bạn ơi. Đấy, mình sẽ sử dụng quả Whipple trước nha.
cứ đầu trận là Whitburn đi cho nó lợi. Đây, Whitburn. Wow, trời ơi. Ồ, không thành công rồi. Mình sẽ chuyển qua quả Time Olivebon thử nha. Con này cấp 34. Cấp 34 là quá rồi. Đúng rồi, quá là không được rồi. Chúng ta sẽ chơi luôn quả Time Bomb đi cho nó lẹ. Đó, như vậy chứ. Time Bomb. Đó, thành công ngay, lại chín luôn. Trời ơi. Bữa đây thêm em này nữa. Wow, ngon nha. Chuyển qua em NT luôn để mình dùng quả Livon luôn nha. Em mới cấp 15 thôi. Nhìn nó mới nhon quá vậy. Livon luôn nha. Con này võ sĩ tí hon hả? Sao mà có chút xíu vậy? Đó, thành công luôn. Lại xin. À, mình sẽ starter đứa con miếng xào luôn nha. Hồi nãy lỡ tay đánh chết nó nên giờ ăn hận quá. Ok, cái heo phát nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Wow, nãy giờ cái vùng stream hill này nó có nhiều em Pokemon mới quá. Ô, bên đây có con gì đây? Ồ, mắt nét mai, con này mình cũng chưa có luôn. Đó, cấp 30 hả? Cứ có máu nó tiếp thôi các bạn ơi. Ồ, nó boost skill gì kìa. Nó boost 6 skill hệ điện các bạn ơi. Kinh khủng. Ui, nó quăng cái gì vậy? Cái đó là Electro Ball hả? Nhìn nó đẹp quá vậy. Mình sẽ đổi qua MNT nha. Ồ, và cuối cùng Legendary G-Gate nó cũng đã xuất hiện từ vùng Extreme Hill M rồi. Đó, lại thêm một em huyền thoại nữa. Cuối cùng đã lộ diện. Nằm trong bộ ba XYZ đó các bạn. Và mình nghĩ chắc nó là con G-Gate 50% thôi, chứ con 100% vẫn chưa thấy nữa. Wow, khó bắt vậy. Bắt bằng Dust Bone đi. Dust Bone. Này, lẹ đi qua bắt huyền thoại thôi. Đó, thêm một em Pokemon mới nữa. Ở đây G-Gate. Thêm em mắc nét mai, em này mình có rồi. Đây, trời nó rất là bự nha. 5 cánh hả? Wow, nhìn ngầu ta, con rắn 5 cánh. Đây chỉ là G-Gate 50% thôi. Chán nha. Mình sẽ cấu áo nó bằng những skill mạnh nhất của mình nha. Mày nè con. Tiếp tục Lava Plum nó. Fire Blast nó đi. Mày nè con. Thôi được rồi. Mình sẽ chuyển qua xài luôn cái quả Whitbon trước nha. Lúc nào cũng xài Whitbon cho nó tăng tỷ lệ 5 chấm thôi. Ui, và con huyền thoại này nó không có bị lệ thuộc quá bằng vào cái Whitbon. Nó cũng không cho mình đổi Pokemon luôn. Wow, khó ăn quá vậy. Dust Bone mà xả thôi. Cái Dust Bone mà thả thôi nha. Dust Bone tiếp tục. Trời ơi, con này coi bộ nó sẽ hao Bone của mình lắm đó. Chỉ có Manaphy. Tiếp tục là Dust Bone nha. Ui, khó vô quá vậy. Mình sẽ spam mấy quả nữa đi. Ồ, chưa tới 1 giây nữa. Dust Bone tiếp nè. Chắc bây giờ mình sẽ qua mấy quả Summer Bone đi cho nó sợ cái đã. Wow, con này khó ăn nha. Qua mấy quả Summer Bone cho mình sợ nha con. Khó nha. Tiếp tục là Summer Bone. Rồi bây giờ mình sẽ đứng spam Summer Bone luôn nha các bạn. Ok.
Đứng spam Tamawan nãy giờ cực kỳ mệt luôn. Trời ơi, mấy cái em này nó vẫn không chịu vô các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng. Sao nó không hiện? Quả cầu nó đen rồi nè. Và cuối cùng thì Jiget cũng đã được thu phục rồi nè. Nó lại xịn luôn. Mình đã chuyển qua cái cách là quăng bóng chay luôn, không có đấu nó nữa. Đấu nó ghê quá. Và thêm em miếng xào nó cũng xuất hiện luôn nè. Lại xịn nhiên. Miếng xào. Để coi nó cấp mấy. Cấp 24. Cấp thấp mà, không sao. Hồi nãy con kia cấp 50 mà bị bị anh xin ở đó cho mình cho một hit ghế ra đảo luôn rồi. Tỉnh mến á. Cứ chắc cổ nó tiếp thôi các bạn. Mình sẽ cấu máu với con miếng xào này. Hay da, boost cái gì vậy? Mày boost tùm lum nè con. Tiếp tục là chắc cô nha. Wow, chắc được một hit nữa thôi. Một hit chắc cô cuối cùng. Ây da, tự nhiên hai con nó nhìn nhau một lúc vậy á. Chuyển qua anti và chúng ta sẽ tiến hành bắt nó thôi. Mình bắt nó luôn bằng chết rồi, bấm lộn quả heavy ball rồi. Định mệnh á. Thôi giờ xài luôn quả Livon nha các bạn. Định dùng quả Whipple mà con chuột này nó bấm lộn. Định mệnh á. Đó, ngon. Rồi bây giờ mình sẽ xóa miếng xào khỏi mai xa, khỏi cái game sát này thôi. Ồ, nó tên là miếng xào chứ không phải là mai xào đâu. Đó. Lại xin tiếp tục lên đường thôi. Ủa, hồi nãy lên đây mình có vứt mấy quả nó văng lên đây mà. Ui, nó biến mất rồi. Đây, Thunderstorm Shark. Ok, sẵn mình sẽ sắp xếp mấy cái quả cầu này luôn nha các bạn. Sắp xếp mấy quả cầu này luôn. Trời ơi. Lấy thêm một mớ cầu nè. Dustborn cũng cần nè. Ủa, Dustborn đủ 64 quả luôn. Trời ơi. Bắt cái con Jiget hồi nãy nó hao bon quá. Trời ơi, lâu lâu nó mới xuất hiện mà làm mình quá hao tổn rồi. Cầu quả gì mình chưa có không ta? Whipple. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xem thông tin của em Jiget này nha. Và mấy cái đuốc này cứ không nghe lời tao không vậy? Đây, thông tin của Jiget nha các bạn. Ồ, lại phải chỉnh đốn cái đội hình một lần nữa thôi. Đây là Jiget. Ây da, lộn. đây mới là Jiget. Ồ, cực kỳ bự luôn. Để mình coi kích thước gì mà sao nó bự quá ta. Wow, không có skill nào hệ rồng hết. Con này thì thuộc hệ rồng đất các bạn ơi. Ồ, kích thước small. Cộng attack nhưng mà trừ special defense. Kích thước nhỏ mà sao nhìn nó bự quá vậy. Wow, lại xịn lắm luôn. Bây giờ chắc mình sẽ đổi chỗ của con Jiget với Tyranitar nha. Chúng ta sẽ chuyển Tyranitar vào đây một thời gian đó. Để hết tập này đi, mình sẽ luyện cái con Gapai này lên Gacham rồi tính tiếp nha. Nó lại xịn. Chưa làm xong thử thách mà chúng ta đã có được một con Legend rồi. Để mình sẽ test xem con Jiget mạnh cỡ nào. Trước tiên là dứt với con Aerodactyl này cái đã. Sacrifice nó. Ui, con này nó mạnh quá vậy. Chưa gì mà nó đánh mình lên bờ xuống ruộng luôn gì kìa. Fire Blast nó. Hey, không xong rồi. Chuyển qua em Jiget thử nào. Dùng Bulldoze nó. Bulldoze. Nó đánh mình có vẻ đau, mình đánh nó như gãi ngứa vậy. Rồi chuyển qua Incineroar thôi. Cho mày một skill hệ bóng tối nha con. Mày nè. Ui, đánh ghê vậy. Qua Menafi thôi. Hy vọng cuối cùng là Menafi nha. Rồi, có cơ hội thắng rồi đó. Nó lại xin mày nè con. Dăm ba con Pokemon cổ đại này. Cho mình viên đá Mega của Aerodactyl. Cũng như là what? À đây, đây là Regenium các bạn ơi. Trời ơi. Lại xin luôn. Rồi. Ở đây nó có một em Staravia. Ồ,
Em này mình chưa có mà nãy giờ mình nghĩ là mình có rồi. Định mệnh á. Để mình giết con boss này xong mình sẽ thu phục cái con Taravia luôn nha các bạn. Đây. Sacrifice đó. Wow, cấu được nhiều máu quá vậy. Lava Plum nó luôn nha. Rồi, quá là gọn gàng, nó cho mình Clay Clay. Clay Clay và Feeder. Trời ơi. Đây, trên đây nó có em Taravia nè. Mình lên luôn nha các bạn. Ủa, có con boss Fanpy kìa. Ủa, có con boss Epson luôn kìa. Các bạn cũng thử thách cho mình cái tiến hóa Mega Epson. Nhưng mà để mình bắt con Taravia này cái ra nha. Wow, hy vọng Epson nó không biến mất. Biến mất là chết luôn á. Đây, Staravia. Đúng rồi, mình sẽ chuyển qua NT. Chúng ta sẽ thu phục nhanh nó luôn. Đầu tiên là Whipple thôi. Whipple. Wow, ném trúng luôn hả? Ghê quá vậy, mình ở dưới nước mà. Khá là vô lý nha. Đó, Staravia cuối cùng cũng đã được thu phục rồi. Ồ, và cái con Epson nó biến mất mất tiêu luôn. Trời ơi, thôi để mình đánh đổi cái con Cosfit này nha. Lầy quá chừng. Giết cái con Cosfit này luôn. Đùa chớp đó khá là mạnh nha. Tiếp tục là đùa chớp. Chết ngay. Rồi. Ây da, ở đây không còn con gì hot nữa rồi. Nãy xuất hiện Omega Epsilon mà mình bắt cái con Saravia nên nó mất tiêu luôn rồi. Để mình đi qua cái vùng khác nha các bạn. Chúng ta coi thử nên đi qua vùng nào đây. Charmander. Wow. Tỷ lệ Ultra Rare mà sao xuất hiện đây vậy? Xịn nhiên. Đây là một trong những con starter rất là được yêu thích. Charmander. Xuất hiện nó cũng khó và bắt nó cũng khó luôn nha các bạn. Nó là được fit fit khá là nhiều đó. Rồi các bạn xem nè, mình dùng Level on nha, nó mới level 16 thôi. Quả Level on đầu tiên nó không thành công rồi đó. Rồi để mình tiếp tục spam Level on nữa nha. Vậy là đây sẽ là thử thách đầu tiên của chúng ta. Ôi trời, nó mưa luôn rồi kìa. Ui trời, mưa nó làm tắt lửa trên cái đuôi của con Charmander rồi. Định mệnh. Ông trời chơi lầy quá vậy. Tiếp tục là Livorn các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Bắt rất là khó luôn. Lần này chúng ta sẽ spam mấy quả Livorn nữa đi. Cho nó an toàn. Lần này thì thành công liền. Thử thách đầu tiên cuối cùng đã xong rồi nha các bạn. Chắc mình sẽ dời cái thử thách bắt cái con tiến hóa con Gastrum vào tập kế tiếp nha. Tập này chúng ta đã bắt được em Charmander rồi. Và tập sau chắc sẽ là tiến hóa luôn Charizard quá các bạn. Wow, cộng defense nhưng mà trừ special defense. Kích thước là rune. Wow, kích thước nhỏ vậy. Con này không xịn rồi. Một cái heo phát nè. Rồi chúng ta lại lên đường thôi. Nãy mình đang nhắm tới cái vùng Root Forest. Những cái vùng mà cây cây mà nó dày đặc, nó tạo thành nóc nhà các bạn. Root Forest. Nó nằm bên đây nè. Wow. Cây nó khá dày đặc ha. Ok, mình sẽ đáp ở đây đi. Tiến hành đi bộ vào. Ui, cái berry này không cần đâu. Tiến hành đi bộ vào coi thử như thế nào nha. Ui, khách Kuna hả? Tôi có rồi. Sao không có con gì mới vậy? Vùng mới mà. Trời ơi, sao chơi lầy quá ha. Mình sẽ cố gắng tìm những con Pokemon mới nha các bạn. Đây, trên đây có gì hết? Wow, nguyên một vùng không có một con Pokemon luôn. Nói chi là Pokemon mới. Định mệnh. Trời, còn cây cỏ không vậy? Ui. Cây cỏ không à? Ồ, đây đây đây, có con Shroomish rồi nè. Phải như vậy chứ. Chắc cổ nó như thế này, mình sẽ cấu máu nó từ từ nha. Hiệu ứng skill cực đẹp luôn, hút lại máu nữa chứ. Chắc cổ mày tiếp nha con, còn mày dám hút máu tao nữa không?
Ồ, và nó cho mình bị dính độc luôn kìa. Ghê quá. Rồi. Nữa, lại hút máu hoài nha. Chuyển qua NT và thu phục nó lại bằng Whipbon nha các bạn. Đó, NT cực bự luôn. Quá xịn. Rồi, Whipbon. Cứ vậy mà xả thôi. Và lần này, yes. Chúng ta lại thêm một em Pokemon mới nữa rồi. Trời ơi, vùng này cũng hot hot rồi. Mình sẽ đi vào những cái vùng khác nha các bạn. Ở vùng này hot hot luôn rồi. Có cái Poké chết ở hướng này nè. Nhưng mà mình sẽ không qua đâu. Mém tế là rớt xuống cái hang rồi. Đi qua thăm thử cái ngôi làng bên này xem như thế nào nha. Có một ngôi làng luôn, lại xịn. Đây, ngôi làng. Ngôi làng này thì nó không có nhà của thợ rèn, cũng như là không có cái hội quán nào luôn. Vậy thôi, mình sẽ qua thăm chị tá xinh đẹp nha. Ui, sao ông tiến sĩ đứng đây vậy? Hồi, không vào thăm ông tiến sĩ đâu. Không thăm ông tiến sĩ đâu. Chúng ta sẽ đi qua cái cửa hàng. Cô thử bọn này nó bán bon có mắc hay không. Ui, nó bán 220 một quả Pokeball luôn kìa. Có bán cả Tamerbon và Dustbon luôn. Nhưng mà bán mắc quá, mình sẽ không mua đâu nha các bạn. Ui, cái bọn này bán mắc kinh khủng. Thôi, đi đây thôi. Ây da, cái con Marip đấy mình có rồi kìa. Nó lại xịn luôn. Wow, cái Master Chess nó nằm sát bên đây hả? Xịt quá vậy. Được skill sub nè. Wow, để mình tiến hành đổi qua cái đôi giày các bạn. Ở đây mình có cái đôi giày mà làm đóng băng mặt nước đó. Mình và một đôi giày là di chuyển nhanh ở dưới nước. Hai đôi luôn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái đôi đóng băng mặt nước để cho nó sướng.
cái con boss hút hút mà nó mất tiêu rồi. Thì chúng ta sẽ đi tìm thêm những con boss khác thôi. Đó, lên đường. Ủa, mới nói xong hút hút nó cũng đã xuất hiện luôn rồi nè. Trời ơi, con boss hút hút luôn. Đây đây đây, nó đây. Ai da da. Sao con Swanna nó tự bị nảy lên vậy? Mày này con hút hút thôi mày. Chuyển qua NT và tiến hành bán hành cho nó thôi. Hút hút thôi mày. Mày này con ăn cái sacrifice nha. Ui. Mình thả skill nó bị trượt hết các bạn. Ồ, lần này trúng rồi nè. Trời ơi xịn. Tiếp tục là sacrifice nha. Ui, có vẻ là không được rồi. Fire Blast đi. Đó, skill này thì ổn hơn rồi. Đó. Ok, chúng ta sẽ tiến hành cất đồ đi. Nói chung nó cho mình kẹo là quá ngon luôn đó. Ok, lên đường đi qua lượm cái Master Chest chỗ này cái đã. Lượm mấy skill đi về bán các bạn ơi. Bán kiếm tiền, mua bon thôi. Chứ làm nó tốn công hơn bán nhiều. Đây. Chala được Grass Knot. Nó lại xin. Rồi, lên đường. Ủa, đóng băng cái mặt luôn. Đóng băng cái mặt nước luôn kìa. Đi thẳng là gặp được cái vùng Extreme Hill hả? Ok. Ồ, đây. Cái hang động này rất là đẹp luôn. Chúng ta bay xuống dưới thôi. Bay xuống dưới xem nào. Oh, và Dottigan cuối cùng cũng đã xuất hiện luôn. Đây sẽ là thử thách thứ hai của các bạn nha. Cái con này thì cái tỷ lệ xuất hiện nó cũng là rare và ultra rare. Chính là hiếm và cực hiếm đó các bạn. Á, à, kinh khủng luôn. Đây, Dottigan. Mình sẽ tiến hành chơi nó luôn nha các bạn. À, Dottigan hả mày. Ây da da, con này đậm muốn lèo lưỡi nha. Dottigan. Ok, Lem Rower nữa. Trời ơi. Tiếp tục. Wow, cấp 62 các bạn ơi, trâu quá. Cho mày một Flamethrower tiếp nha con. Rồi đủ rồi. Chuyển qua em NT để mà thu phục nó luôn nha. Mình sẽ bắt nó lẹ bằng quả Whipon nha các bạn. Nè. Whipon. À, máu nó cũng khá là ít thôi. Ủa, không thành công rồi. Chắc mình sẽ qua luôn quả Dustpon quá. Trời nó cũng tối rồi kìa. Dustpon. Và lần này thì thử thách thứ hai cuối cùng cũng đã thành công rồi nha. Nó lại xịn luôn. Trời ơi. Ok, để mình đi xuống dưới kia đã. Wow. Ui. Trời ơi, trời mưa nó lại nó làm che tầm nhìn của tôi. Định mệnh. Thôi đi ngủ phát đã. Trời, nó làm che tầm nhìn hèn chi. Mình sẽ teleport vào cái chỗ hồi nãy đi. Đây. Rồi, remove cái này đi. Đó. Lầy thiệt chứ. Đất Rustigan của các bạn đây rồi. Đây. Đó, bộ cái bên hệ rồng. Cực kỳ ngầu luôn. Cộng attack nhưng mà trừ special attack. Để mình vô cái heo cho nó phát nha. Để mình kiểm tra thử xem nó có biết bay hay là cởi được hay không. Con này không bay được cũng như không cởi được các bạn ơi. Ui chán nha. Nó có cái cánh để trưng thôi. Trời ơi. Tưởng như nào. Ô, cái con miếng phở kìa. Thôi chúng ta sẽ tiến hành cho con Incineroar ra và đi qua đánh con miếng phở này luôn nha các bạn. Mega Rekusa. Mega Sai đây luôn nè. Wow. Nhìn ngầu quá vậy. Wow. Bự kinh khủng luôn. Để mình thử sức với nó coi. Coi ra sao nha. Đó. Mega Rekusa nhìn khá là đẹp nha. Sacrifice nó thôi. Ây da, sao giống gãy ngứa nó quá vậy. Trời ơi. Con này nó rất là trâu các bạn ơi. Fire Blast nó cũng không được luôn. Chuyển qua Incineroar. Cho nó một skill hệ bóng tối đi. Chưa kịp xài skill nữa, nó đập vào ra bả luôn rồi. Ziggurat cũng vậy. À, Ziggurat mang hệ rồng mà.
Menafi up một beam được một xíu. Có được chưa tới 1/6 máu của nó nữa. Chán thật. Ok, rồi chúng ta đã biết sức của chúng ta tới đâu rồi đó. Nó có mấy skill đẹp quá ta. Hurricane mày nha con. Thôi chạy. Không đánh lại nó đâu. Kinh khủng quá. Chúng ta sẽ hẹn gặp nó ở những dịp sau nha các bạn. Mấy cái con này. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã tiến hành thực hiện hai thử thách, đó chính là thu phục em Charmander cũng như là Rodrigan rồi. Còn về thử thách tiến hóa em Gastrum, mình sẽ hẹn các bạn ở video kế tiếp nha. Bật cái chat lên xem thử ai về nó có cái con NT xuất hiện luôn nè. Ghê vậy. Wow, thế là tập hôm nay chúng ta đã gặp được hai con Legendary luôn. Ngon. Ủa, con NT nó có chút ẻo à. Mày có chút xíu thì tao dứt mày luôn nha con. Ây da. Các bạn coi cái chỉ số spawn nè. 25.000. Kinh khủng thiệt. 25.000. Đợt trước nó có 3.000 thôi, bây giờ là 25.000, là nó khó xuất hiện hơn nữa đó nha các bạn. Nó càng thấp thì nó càng dễ xuất hiện, mà càng cao thì nó càng khó xuất hiện đó. Ok. Wow. Hiệu ứng skill đẹp nha. Có vẻ đẹp mắt. Flamethrower mình luôn kìa. Mày hả con. Ây da. Hiệu ứng gì đẹp quá vậy. Mình cho nó mấy cú Fire Blast cho nó sợ. Lava Plum mình luôn nha con. Mày nè con. Cho mày một cú Fire Blast nữa nè. Đó, cho mày tưởng. Cho mày cái quê của mày lửa nè. Hai đứng chào mà nó cũng không yên nữa. Cũng xuất hiện cho được à. Ok, bật cái heo phát nè. Chào các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment thử thách ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.